Kẹo chỉ hay còn gọi là kẹo tơ hồng, kẹo giũ là món ăn vặt dân dã quen thuộc trong ký ức của nhiều người. Tuy không phổ biến bằng kẹo kéo, nhưng kẹo chỉ cũng được nhiều trẻ nhỏ rất yêu thích. Dù là món ăn vặt, nhưng kẹo chỉ được làm khá công phu và tỉ mỉ. Từ một khối mạch nha lớn, người thợ lấy một mỏng nhỏ rồi cuộn tròn lại, lăn vào khay bột năng. Sau những động tác tay liên tục, người thợ vừa quấn vừa kéo giãn rồi rũ thật mạnh để lớp bột năng vừa được nhúng rơi xuống. Chỉ trong tích tắc, khối mạch nha biến hình thành hàng ngàn sợi dây nhỏ li ti nhờ bàn tay ảo thuật của người thợ. Đây cũng chính là điều hấp dẫn khiến kẹo chỉ thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Các sợi dây nhỏ này được để lên miếng bánh tráng giấy rồi phủ thêm dừa nạo, bào sợi, thêm miếng sữa đặc và đậu phộng rang lên trên bề mặt. Gọi là kẹo nhưng kẹo chỉ lại giống bánh hơn, không chỉ do hình dạng mà còn bởi nguyên liệu và các bước thực hiện. Nguyên liệu và công cụ làm kẹo chỉ rất đơn sơ, dễ tìm. Thành phần quan trọng nhất quyết định độ ngon của kẹo chỉ chính là đường. Khi nấu phải thắng dẻo với kẹo mạch với mạch nha và canh lửa vừa phải để đủ độ mềm dẻo và giữ được hương thơm đặc trưng. Bánh trắng giấy được làm từ bột lọc ép khô, dừa nạo thì chọn trái có cơm dày, có thể bào ngay tại chỗ. Thưởng thức kẹo chỉ ngay lúc vừa làm xong sẽ cảm nhận được độ giòn tan của bánh xốp, hương thơm đặc trưng trong từng sợi dừa bào, vị béo ngậy của đậu phộng rang hòa quyện cùng vị ngọt của đường tan chảy ngay đầu lưỡi. Màu trắng tinh khôi, vị ngọt ngào dẻo mềm của kẹo chỉ làm nên hương vị rất riêng và độc đáo, luôn khiến người ta phải mê mẩn.